Thưa quý khán giả và các đồng chí, đúng vào ngày này của 10 năm trước, nhân dân cả nước vô cùng tiếc thương khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã mãi đi xa. Còn đó những hình ảnh vô cùng xúc động khi người dân xếp hàng dài suốt đêm để được vào tiễn biệt vị tướng của nhân dân lần cuối, hay những hàng người nối dài kính cẩn nghiêng mình trên đường phố tiễn Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình trong những ngày cả nước tiếc thương. 10 năm đã trôi qua, nhưng tình cảm của người dân Việt Nam đối với Đại tướng luôn vẹn nguyên. Những địa điểm gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng giờ là địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, ý chí quyết tâm noi theo tinh thần dĩ công vi thượng của Đại tướng. Vì đất nước, vì nhân dân mà nỗ lực học tập tốt, công tác tốt, lao động giỏi, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ngôi nhà số 30, phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 10 năm vắng bóng người xưa, giờ đây đã trở thành nơi tìm về của những người lính năm xưa khi nhớ về người chỉ huy tài đức vẹn toàn, luôn dành tình cảm, sự quan tâm lo lắng đặc biệt cho nhân dân, cho bộ đội. Đến thắp hương trước ngày giỗ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không khỏi bồi hồi xúc động khi về lại nơi đúng 49 năm trước, Đại tướng đã gọi ông đến để chỉ thị những nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch Tây Nguyên. Lần đầu tiên năm 74 tôi được gặp cụ làm việc ở đây. Sau lúc nhận nhiệm vụ, thì cụ chỉ nhiệm vụ mà giao nhiệm vụ cụ thể ấy, thì cụ nói rất ngắn gọn. Nhưng cụ tập trung rất nhiều về vấn đề ấy, là con người, về chiến trường. Giao nhiệm vụ rồi cụ nói rằng ấy, đánh giặc thắng thì cũng khó, nhưng cái khó bằng làm thế nào mà thắng giặc mà ta ít thương vong. Cho nên trong cái tim của tôi bây giờ có lẽ phục Đại tướng 10 lần về vấn đề tài năng của người lãnh đạo chỉ huy quân đội, 20 lần, 30 lần về trái tim của con người lãnh đạo, người lãnh đạo đối với quân đội của chúng ta. 10 năm nay, kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ ngàn thu nơi Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, vun bồi lòng yêu quê hương đất nước cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Với tuổi đời Quảng Bình thì chúng tôi cũng tâm niệm rằng Đại tướng là một người con ưu tú của quê hương. Do đó thì chúng tôi cũng đã phát động rồi cũng thường xuyên cố gắng từ soi từ sửa mình để học tập và noi theo tấm gương của Đại tướng để trở thành những công dân, những người trẻ có ích cho sự nghiệp phát triển và xây dựng quê hương. Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo là nơi ghi dấu sự thành lập và hoạt động của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Đây cũng là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng gắn với cách mạng, gắn với nhân dân, gắn với những chiến công hiển hách mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Sinh thời, ông luôn suy nghĩ và hành động vì nước, vì dân. Nên khi Đại tướng nằm xuống, triệu triệu trái tim của nhân dân đã hướng về ông như một sự tri ân sâu sắc nhất. Trước đây khi ba tôi còn sống, ông nói là ba có đủ sức khỏe và thời gian thì ba sẽ đi thăm tất cả đồng bào chiến sĩ ở các trong nơi trong cả nước. Sau này ông yếu, ông nói là đồng bào đến thì đấy là tình cảm rất là đáng quý. Tất cả các đoàn đến, tất cả những người dân và bộ đội và các đoàn thể, ông bao giờ cũng cố gắng dành thời gian. Và tôi nghĩ rằng cái tình cảm
thiêng liêng nhất và là cái tình cảm của những người dân, của những người, của những anh lính, của những thế hệ bộ đội Cụ Hồ đối với người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 10 năm như mới hôm qua, những cảm xúc vẫn vẹn nguyên và nối dài trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam khi nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của nhân dân.